Xin chào các bạn. Video hôm nay là quá trình tham gia sự kiện Lucky Lot của account top 50. Vì account này hiện tại đang rất thiếu skill bí truyền level 4. Đồng thời mình cũng thử xem liệu có la liếm được một vài sticker resonant của em vua tháp pha lê hay không. Bây giờ mình sẽ vào việc ngay chứ không văn vở thêm nữa. Mời các bạn cùng theo dõi độ nhân phẩm của mình nhé. Bằng mắt thường thì phần thưởng có giá trị thấp nhất chính là 12 viên đá tẩy thuộc tính. Hấp dẫn nhất đối với cá nhân mình lại là 10 skill bí truyền loại thường, chứ không phải mấy cái sticker kia đâu nhé. Bởi vì để sở hữu 300 sticker resonant thì bước đầu tiên là có em pet vua tháp pha lê cũng không phải dễ dàng, huống hồ còn phải lên overlord nữa. Em pet này mình đoán chỉ có ở sự kiện mê cung hạn giờ, chứ nạp cũng không có thấy. Mà mình chẳng bao giờ tin rằng ở mấy sự kiện mang tính chất hên xui đó, mình lại là người may mắn. Đợi chút nữa, đủ 20 lần, mình sẽ đi mở skill bí truyền luôn, để cho các bạn thấy mấy anh em chơi VIP không bên này kiếm tài nguyên cực lắm. Nhất là mấy bạn chơi thuần chay không có thời gian hay không chịu cày account clone bắp bánh hỗ trợ cho account chính. Mà các bạn không phải nhìn đâu xa, cứ nhìn account top 50 mình đang chăm sóc này, các bạn thấy đó, riêng về chỉ số mình cũng đang ngang ngang với mấy bạn chơi trước rất lâu, trong khi account này được thực sự chăm sóc một cách tử tế trong 2 tháng mà thôi. Tất nhiên khoảng thời gian làm account clone cũng giúp tích được một lượng tài nguyên đáng giá, cụ thể là về thú cưỡi và DNA. Vậy là mình đã dùng đủ 20 lần trong sự kiện Lucky Lot, ngoài 30 đĩa skill bí truyền Master thì cũng chẳng được gì hay ho, có thể nói là nhân phẩm thuộc dạng kém. Bây giờ mình sẽ đi mở hết số tài nguyên này, sau đó sẽ đi nâng cấp vòng Z một chút, vì vừa rồi mình cũng được 1-2 lần 750 dấu Z. Kết quả của 37 đĩa skill bí truyền Master, mình chỉ được một cái skill tăng hiệu suất hồi phục level 4 và một cái tăng giáp ảo khi dưới 50% HP level 3. Ngoài ra mấy cái khác không đáng được nhắc tới. Hiện tại account top 50 đang rất cần skill bí truyền level 4 để chuẩn bị học hoàn thiện 12 ô. Tiếp theo mình sẽ đi tiến hành nâng cấp vòng Z và xem qua chỉ số hiện tại của account top 50 cho các bạn cùng theo dõi nhé. Về vòng Z này, ở phiên bản Pokémon Legend không có shop quà bán đá tẩy, nên các bạn muốn tẩy vòng Z thì bắt buộc phải sử dụng kim cương mà thôi. Và vụ tẩy mang tính hên xui như thế này, các bạn lại hỏi tầm bao nhiêu kim cương thì được full cam một vòng, mình cũng chịu không trả lời được. Cứ như ở bản Việt, trung bình để lên được một vòng Mega, mình cần khoảng 15k đá tẩy, các bạn tự nhân lên là biết kết quả nhé. Và đó chỉ là trung bình, nếu xui thì có thể 20k đá tẩy cũng không lên. Ở bản Pokémon Legend mình chỉ tẩy qua qua như các bạn đang xem mà thôi. Vừa rồi là những gì mình muốn nói với các bạn ở video ngày hôm nay. Rất mong các bạn hãy đăng ký kênh và cho mình một like để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và các bạn có đề nghị gì thì cứ bình luận, mình sẽ cố gắng để hưởng ứng lời đề nghị đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.